Hello, welcome you to our channel where you can learn to speak English easily, quickly and automatically. Và chào mừng bạn đến với kênh học tiếng Anh giúp cho bạn nói tiếng Anh nhanh chóng, dễ dàng và tự động. Và tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục phần tiếp theo cho 100 câu nói tiếng Anh mà người bản ngữ thường xuyên sử dụng nhất bằng việc thực hành của bạn mỗi một ngày. Có thể khi bạn luyện tập thì âm của bạn vẫn chưa thực sự là hay, bạn vẫn chưa đọc một cách đó là chuẩn xác được. Nhưng dần dần khi bạn tiếp tục bạn nạp vào, bạn tiếp tục bạn nghe thì cái phần âm thanh đó cũng sẽ được chỉnh sửa. Một trong những cái điều rất hay mà tôi thích khi mà hướng dẫn cho mọi người luyện tập về nghe, về nói, đó chính là họ sẽ nhận ra được những cái lỗi sai của mình và sau đó họ có thể dễ dàng để ứng dụng giao tiếp tiếng Anh vào trong môi trường công việc hay là cuộc sống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Take a deep breath. Exhale. Very good. The first, we have no, not a bit. Đó, không, không có gì cả. No, not a bit. No, not a bit. Bit. No, not a bit. Let's say it. Next, nothing particular. Chẳng có gì đặc biệt cả. Nothing. Nothing. Thing. Bạn chú ý âm th, hai hàm răng chạm lưỡi hơi rất nhẹ nha. Nothing. Nothing particular. Chẳng có gì đặc biệt cả. Ví dụ bạn đến tham dự một cái lễ hội và sau đó thì bạn cảm thấy cái lễ hội đó nó rất là chán. Bạn nói, nothing particular. Chẳng có gì đặc biệt cả. Particular. Nothing particular. Let's say it. After you, bạn trước đi. Đó, mình muốn nhường cho ai đó ăn trước này, đi trước này thì mình nói after you. Let's say it. Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? Have I got your word, word on that? Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? Let's say it. Ví dụ như là khi bạn đi học, khi bạn đi làm thì ai đó họ hứa với bạn một cái điều gì đó và bạn biết rằng là họ là cái người không phải là giữ lời hứa cho lắm, thì bạn nói rằng Have I got your word on that? Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không? Let's say it. The same as usual. Giống như mọi khi, bạn đến một nhà hàng, bạn gọi cà phê và họ hỏi rằng là bạn uống loại nào. Và bạn là khách quen rồi. Và bạn nói là gì ạ? The same as usual. The same. Same as usual. 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 The same as usual. Let's say it. Giống như mọi khi. The same as usual. Almost. Gần xong rồi. Ví dụ bạn được hỏi rằng là thế đã làm xong bài tập chưa? Bạn nói almost. Hoặc là làm xong dự án này chưa? Almost. Gần xong rồi. Almost. Almost. Let's say it. Almost. Gần xong rồi. Let's say it. You'll have to step on it. Bạn phải đi ngay.
You all là viết tắt của từ you will. You all, you all have to, have to. You all have to step on it. You all have to step on it. Đó, bạn phải đi ngay. Đó, ví dụ như là có một cái việc gì đó khá là gấp và người ta nói là you all have to step on it. Bạn phải đi ngay. Let's say it. You all have to step on it. Let's say it. I'm in a hurry. I'm in a. Thì mình có thể luyến âm thanh in a. I'm in a hurry. 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 I'm in a hurry. À, tôi đang rất là vội đấy. I'm in a hurry. Let's say it. I'm in a hurry. What the hell is going on? À, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? What the hell? What the hell is going on? Going on. What the hell is going on? Let's say it. What the hell is going on? Let's say it. Sorry for bothering. Xin lỗi vì đã làm phiền. À, ví dụ như bạn muốn hỏi bài một ai đó này, bạn muốn hỏi công việc của ai đó trong khi họ đang làm một hoạt động gì đó, thì bạn hãy lịch sự nói rằng sorry for bothering. À, xin lỗi vì đã làm phiền. Sorry. Sorry for bothering. Bothering. Sorry for bothering. Let's say it. Sorry for bothering. Give me a certain time. À, cho tôi thêm chút thời gian. Give me a certain time. Give me a certain time. Give me a certain time. Cho tôi thêm chút thời gian. Let's say it. It's a kind of once in life. Cơ hội ngàn năm có một. It's a kind of once in life. Once in life. Cơ hội ngàn năm có một. It's a kind of once in life. Let's say it. Đó, ví dụ như là bạn vừa mới ra trường và một công ty nào đó rất tuyệt vời, họ đang trong một cái đợt tuyển dụng và vài năm họ mới tuyển một lần thôi, thì bạn nói là it's a kind of once in life. Out of sight, out of mind. Xa mặt, cách lòng. Đó, cái câu này thì để chỉ rằng là gì ạ? Mình không thể hiểu được lòng người được. Đó, bởi vì ở xa như vậy làm sao mình biết được. Out of sight, out of mind. Out of. Và mình luyến âm và nối âm giữa âm chi. Và âm này đứng giữa hai nguyên âm nên mình chuyển thành âm đi nha. Out of thì mình đọc là out of ha. Out of sight. Sight. Out of sight. Out of mind. Mind. Out of sight. Out of mind. Let's say it. The God knows. Chúa mới biết được. The God. 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 The God knows.
knows. The God knows. Chúa mới biết được. Let's say it. Đó, ví dụ mình về nhà mình thấy đã gì ạ? À, sạch bong tất cả những cái đồ ăn hoa quả rồi. Và mình hỏi rằng là cậu ăn đi à? Thì cậu ấy nói rằng the God knows. Chúa mới biết được. Yeah. The God knows. Let's say it. Women love through ears while men love through eyes. Đó. Phụ nữ thì yêu bằng tai, còn đàn ông thì yêu bằng mắt. Women, we, wa, i, ma, n. Women, women love through, through. Women love through ears, ears. While men love through eyes. Let's say it. Poor you. Thật là đáng thương cho cậu. Poor you. Poor. Poor you. Ví dụ bị mất cái laptop, mất cái điện thoại, mình nói poor you. Đáng thương cho cậu. Hoặc là poor her. Đáng thương cho cô ấy. Poor him. Đáng thương cho anh ta. Poor you. Let's say it. Go away. À, cút đi, biến đi. Đó. À, khi mình tức giận hoặc khi mình không muốn nói chuyện với ai đó, mình nói go away. Hoặc là leave me alone. Hoặc là để cho tôi một mình. Đó. Để cho tôi yên. À, go away. Go away. Go away. Đó. Cút đi. Let's say it. Let me see. Để xem nào. À, ví dụ như ai đó có một cái lời đề nghị cho bạn hoặc là yêu cầu bạn xem xét cái gì đó, thì khi đó bạn nói let me see. Để tôi xem. Let me see. Let me see. Để tôi xem. Let me see. Let's say it. Very good job. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành 5 phần và tương ứng với là 100 câu giao tiếp tiếng Anh ngắn, gọn và thường xuyên được người bản ngữ dùng nhất. Nếu như bạn chưa xem những phần trước thì hãy tìm lại ở trong kênh Học Tiếng Anh cùng thầy Robert Thành để bạn xem lại những phần trước đó nha. Ok, và bây giờ thì hãy xem lại phần những cái câu nói tiếng Anh ở trong bài học ngày hôm nay và đọc lại một lượt từ đầu cho đến hết. Và nếu như bạn yêu thích video này thì hãy bấm nút like, hãy comment. Và nếu như bạn là fan chân chính của thầy thì hãy chia sẻ video này cho mọi người cùng học nhé. Enjoy your great lesson today. See ya!